Xin chào, Quốc Bảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Hành trình đất phương Nam. Chương trình Hành trình đất phương Nam được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao, với khung giờ phát sóng quen thuộc 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay thì khách mời đặc biệt của chúng tôi đó chính là nam ca sĩ Nam Cường ạ. Và xin mời Nam Cường sẽ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Hành trình đất phương Nam. Chào Quốc Bảo cũng như là gửi lời chào tới khán giả của chương trình Hành trình đất phương Nam. Hôm nay Nam Cường rất là vui khi mà đến với một không khí gọi là đón chào một năm mới đầy nhiều sự hân hoan cũng như là niềm hy vọng cho một năm thật là sung túc, phải không nào? Và hôm nay thì khách mời đặc biệt của chúng ta là nam ca sĩ Nam Cường sẽ cùng Quốc Bảo đến với một nơi rất đặc biệt, đó chính là Bảo tàng áo dài. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ không đi ngắm áo dài và đi tìm hiểu những nhân vật nổi tiếng gắn liền với chiếc áo dài đó nữa, mà chúng ta sẽ cùng đến với một không gian rất là khác, không gian của phiên chợ quê. Và ngay bây giờ xin mời anh Nam Cường sẽ cùng theo chân Quốc Bảo chúng ta đi ăn Tết nha. Xin mời quý vị. Chúng ta sẽ di chuyển đến một cái khu vực mà phải nói là rất là đẹp. Anh nhìn từ xa xa kia anh đã thấy được rằng màu sắc rồi cách bày trí. Đó, anh thấy chưa? Tết chưa? Wow! Trời ơi! Dễ thương quá! Ơi, quá cưng luôn! Xin được giới thiệu với anh, đây chính là phiên chợ quê tại Bảo tàng Áo Dài. Cứ mỗi cuối tuần là chúng ta được đi chợ quê. Dễ thương vậy luôn hả? Phiên chợ sẽ được mở mỗi cuối tuần ở tại Bảo tàng Áo Dài nha mọi người nhé. Đó, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng để coi những cái gian hàng ở đây trưng bày những cái gì. Mình có nên gửi một cành hoa lại đây không? Đúng rồi! Đây, coi như là cái này, chúc bạn sự như ý cho những người buôn bán ở đây. Đó, treo đi. Ừ, quá trời đồ ha. Này là mấy cái túi này là túi đựng tiền đúng không? Đúng rồi. Ôi, mua mấy cái túi này về mà Tết gọi là may mắn hả? Đựng tiền lì xì. Đúng rồi. Lấy cái này hợp với áo em này Bảo. Ê, hợp giá. Vô luôn á. Hợp giá anh nè. Ủa? Ở đây là có quà lưu niệm nữa nè. Đây. Tao đây quà xem nè. Đây mà áo dài. Ồ. Dễ thương quá vậy. Cái này là mấy cái món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ cưng cưng đó mọi người. Bảo, kìa, bên kia có cái gì kìa? Mình đi thôi. Cái gì vậy anh Cường? Chạy xa quá hơi mồ hôi hơi nhiều. Ủa kìa Bảo ơi. Ồ kìa. Cái gì lạ quá nè. Ê nón lá nè mọi người. Không phải này là nón sen. Thì lá sen. Nón lá sen. Nón lá sen. Wow. Dễ thương quá vậy. Ồ ở đây cũng được bán rất là nhiều nha các bạn. Ở đây có nón lá nè, rồi bên đây là có vải nè, rồi có guốc mộc nữa kìa. Có quạt nữa nè. Bà nhìn mấy cái hình ảnh lá dừa này là đúng là kiểu cái gì vậy? Đói bụng quá. Đói bụng. Bây giờ mình đi nhiều quá phải không? Vậy thì bây giờ xin mời mọi người hãy cùng Quốc Bảo và Nam Cường đi một vòng coi ở trong cái phiên chợ quê này có gì ăn nha. Đồ ăn đây rồi, đây rồi. Wow, quá sung túc sâm tụ luôn nha. Nhiều màu sắc quá. Rồi, tiếp tục mình còn món gì đây nữa? Ôi, bạn ấy bán ngũ quả. Dạ, ngũ quả trái, ngũ quả hả? Bánh. Bên kia hình như là quán ăn no phải không ạ? Đây rồi, dạ chào chị. Đây mọi người, hấp dẫn lắm. Nhìn thôi là chịu không nổi rồi. Chị, ở trong đây là chả giò mình là nhân gì? Nhân thịt, gồm nhân thịt nè. Có chỗ thì làm bằng củ sắn, có chỗ thì làm bằng củ môn. Dạ. Mình xích miễn không quan trọng chỗ mình nè. Chỗ mình là làm củ gì củ sắn. Củ sắn ăn nó giòn. Cái nồi thịt kho hợp vịt này đúng chuẩn nha. Trời ơi nhìn cái miếng mỡ kìa. Trời ơi còn cái niêu cơm nữa kìa. Cái niêu cơm này là mới nhất nè. Đó nhức nhói nè mọi người. Niêu cơm này đủ không ta? Mấy là bắt đầu tốn cơm rồi đó. Đây bên đây hình như là chị đang nướng cái này là gì đây? Bánh mì nướng với nước cốt dừa với lại nước lá dứa. Dạ. Nó có lá dứa hàng gì nó ra màu xanh xanh đúng không? Lá dứa. Thôi mời ăn thử miếng nha. Dạ. Anh Cường. Mời ăn thử miếng. Nó. Dạ đây ạ. Dạ anh Cường miếng, Bảo cũng có miếng chứ. Chị ơi cái này ngon quá, lát nữa chị cho em phần này với tất cả những cái gì mà mình bày bán ở đây nha. Em làm một bữa cho nó no nê ngày mùng 1 luôn. Đó, ngon quá, thôi bây giờ chuẩn bị order ha. Mình ra kia mình chiếm chị đi. Dạ okay, có một cái khu vực để chúng ta ngồi ăn ngoài kia. Cảm ơn chị nha, ngon quá chị ơi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiêu đây thôi, thấy các bạn tiền vậy thôi là chúng ta có thể cảm nhận được cái sự hào sảng của người dân miền Nam rồi. Đúng rồi. Rất là thoải mái không ạ? Và bây giờ thì xin mời anh Nam Cường và xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng Quốc Bảo và anh Nam Cường sẽ thưởng thức những cái món ăn rất là dân dã, đặc trưng của người dân Nam Bộ và đặc biệt là những ngày Tết nữa quý vị nhé. Xin mời mọi người sẽ cùng thưởng thức ạ. Chắc mình ăn cái chả giò trước đi. Dạ. Không mà chả giò ngon thiệt nha. Mình cuốn về đây nè. Anh rất thích ăn những cái gì mà có cuốn như vậy nè. Trời ơi trời,
Nhìn thôi là chịu hết nổi rồi đó. Ngon quá. Mời cả nhà nha. Cái giáp cá nó thơm. Cái rau nó xanh. Để giòn nó rất là giòn. Dạ. Giờ mình chuyển qua cái gì ta? Chuyển qua... Em là em ăn bánh bò. Dạ anh bắt trước em ha. Dạ. Béo. Thơm. Dẻo. Thơm ngon quá. Rồi, ý mình uống nước đúng rồi. Mình phải uống nước. Ủa sao em ăn cái gì anh cũng bắt trước ăn giống vậy vậy? Thì mình nhập gia tùy tục. Thấy ngon quá, mát quá. Ngon quá. Giờ anh ăn trước. Anh ăn gì? Anh ăn tới cái này đi. Bánh tét chuối. Bánh tét chuối. Rồi. Trong lúc anh ăn bánh tét chuối, em sẽ bới cơm thẳng cho anh. Cơm mà nấu bằng nồi đất là rất là ngon cho các bạn nha. Nấu bằng niêu kiểu này thì cơm mà đặc biệt là nếu mà nó có miếng cháy ở ngoài nữa đó. Chịu sao nổi. Đã mời anh Nam Cường. Rồi. Đây món ăn truyền thống ai cũng biết. Nha, ngon lắm mọi người ơi. Này là thịt kho hơi bị chuẩn nha. Rất là mềm. Là thịt kho chuẩn của quý vị Tết luôn. Rất là mềm. Hương vị đậm đà vừa phải. Rồi. Ăn đồ mặn rồi. Trái giò ăn cũng ăn rồi. Củ kiều ăn rồi, bánh tét ăn rồi. Không thể nào thiếu dưa hấu được. Đó. Đây mời anh. Một miếng dưa hấu. Cho anh Cường miếng dưa hấu cho em. Chà. Tết là phải có dưa hấu. À, miếng dưa hấu của chúng ta quá đẹp luôn. Dạ. Yeah. Gọi là xanh vỏ đỏ lòng. Đó, chính xác. Mà người ta nói á, đầu năm bổ một trái dưa hấu ra mà ở bên trong mà nó đỏ là năm đó rất may mắn. Coi như hôm nay là, gọi là năm nay là anh em mình may mắn. Và đúng, quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng rất là may mắn cả năm luôn. Dạ, yeah, mời mọi người ạ. À. Vô. Vô. Ngọt quá. Ai, quá đã, quá no nê rồi. Đi chợ cũng đã đi ngắm chợ rồi. Đúng rồi. Rồi, thưởng thức ẩm thực cũng đã thưởng thức xong rồi. À. Ồ, hôm nay đúng rồi kìa bà. Du xuân ý à, du xuân. Vui là vui ý à. Yeah. Chơi rồi. Ăn rồi. Đi về phải không? Thì, đâu có đi về, đâu có dễ dàng vậy đâu. Lì xì. À, lì xì, anh lớn em, đáng lẽ là anh phải lì xì em. Bảo anh bị giận được rồi, em lì xì cho anh. Ủa vậy hả? Và em lì xì cho anh một thử thách. À. Và đây sẽ là thử thách của chương trình. Rồi. Và bây giờ thử thách dành cho Nam Cường rất là đơn giản mà thôi. Anh Nam Cường hãy kể ra thứ tự 5 món ăn mà anh đã bắt đầu ăn từ đầu chương trình. Và anh sẽ có 1 phút để đưa ra kết quả cuối cùng của mình. 5 món đúng không? Dạ đúng rồi, mình đầu nha. Đầu tiên là món khoai mì nướng. Đây ạ. Dạ anh Cường miếng bảo cũng có miếng chứ. Số 2. Số 2 là chả giò. À, là chả giò. Chả giò. Đó. Món thứ 3, bánh bò. Món thứ 4 là cái gì nữa nè? Dừa nước. Đúng rồi, món dừa nước với đường với đá. Đúng rồi. Món thứ 5 là món bánh tét chuối. Món thứ 5, món bánh tét chuối. Và đó là đáp án mà Nam Cường đã chốt. Và đó là đáp án đúng không ạ? Chính xác. Dạ, và xin được chúc mừng anh Nam Cường đã hoàn thành xuất sắc cái thử thách ngày hôm nay. Bảo đã bị phạt. Vâng, thưa quý vị, em bị phạt. Anh thắng, em thua, em chịu, anh phạt chị phạt đi. Bây giờ thì đơn giản Bảo cũng là một ca sĩ. Bảo hãy lựa chọn một cái đoạn nhạc nào đó về mùa xuân, hát tặng cho mọi người. Nhưng lấy hai cái bánh bò và nhét hai bên má. Nhét trong hai má, sau đó mình hát đoạn nhạc đó. Ok, tuyệt vời. Người đàn anh của chúng tôi, người đàn anh của chúng tôi đã sẵn sàng để hại tôi rồi. Và bây giờ Bảo chấp nhận thử thách, chấp nhận hình phạt. Rồi. Rồi. À, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta tiếp tục với chương trình văn nghệ dịp xuân về Tết đến ngày hôm nay. Hãy cùng đến với bé Quốc Bảo. Bé Quốc Bảo sẽ gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy được mang tên Ngày Tết Quê Em. 2, 3. Dạ rồi, coi như là em thực hiện hình phạt xong rồi nha. Chơi rất là đẹp nha mọi người nha. Và bây giờ thì thôi, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng di chuyển qua khu vực bên kia để chúng ta gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau trong những ngày đầu xuân nhé. Trước khi gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thì hy vọng rằng Tết Nhâm Dần sẽ mang đến cho tất cả mọi người một năm mới tràn đầy sự may mắn và gia đình nào cũng sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và đừng quên, chương trình Hành Trình Đất Phương Nam được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao với khung giờ phát sóng quen thuộc 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại và chúc mừng năm mới! Ủa là sao? Sao tự nhiên dư cái này? À, biết rồi! Cái gì?
Trời ơi, sao tự nhiên cái gì Trần Văn Kê hả? Lại gì tính chưa cái chữ H. Tức ghê. Thôi Trần Văn Kê chứ đi tính gì tính.